Hello anh em mình, hello anh em nhá. Anh em mình tranh thủ là theo tôi cái tay 5M bắt cầu 22 này anh em ơi. Nào tranh thủ theo nhẹ tay 5M bắt cầu 22 xem như thế nào nào. Lụm lúa không nào? Rồi phát này em nào. 22 này. Bú luôn anh em ơi. Cầu này không cầu xỉu thì cầu nào cầu xỉu anh em. Bú luôn, chốt luôn cho mình một form khung cầu xỉu này anh em ơi. Rồi quá hay, quá hay, quá hay. Vỗ tay cái. Ok, nhẹ nhàng đầu này bú luôn tay 5M anh em nhá. Hôm nay thì lại quay lại với con game tài xỉu thiên đường ngồi chơi thôi anh em ơi. Ở đây thì có rất là nhiều game như là game bài đổi thưởng, tài xỉu, sóc đĩa, bầu cua, xích bo, quay hũ, sảnh game online, bóng đá và xổ số. Hầu như toàn là những cái tựa game mà cầu kèo đi cực kỳ là chuẩn, cực kỳ là hay. Lụm lúa rất là dễ anh em nhá, lụm lúa rất là dễ. Đấy, hôm nay thì mình lại vào cái tân cầu của bàn tài xỉu 15 mình đi thì rất là hay. Đó cái là vào mình nhìn thấy nó đang form khung cầu 22, và mình thì là một cái người rất thích là theo cầu anh em ạ, rất thích là theo cầu, lên là vẫn cứ là chạy theo cầu thôi anh em ơi. Rồi lên là vẫn cứ là chạy theo cầu thôi nào. Tiếp tục anh em nhá, bắt tiếp của cầu xỉu nào. Rồi ba này, ui rồi ôi, 443 về tài 11 anh em ơi. Thì cái form này thì nó lại chạy với cái form khung cầu nó là 2 rồi, 21 rồi. Cầu này mình đang định theo một cái form khung cầu 22 ba tay, sau đó mình sẽ bẻ. Nhưng mà phát này nó bẻ quá sớm anh em ạ, mình thấy nó bẻ quá sớm. Nó đã bẻ luôn về con tài 11 đứng đứng 9 anh em ạ, 9 bẻ tài 11. Thì đâu của nó đang là thiên về con tài 11. Chạm này anh em có thấy xí ngậu này, 1 và 2 nó đang là chạm cầu, hai chạm cầu song song cùng một lúc. Đấy thì khi mà chạm hai chạm cầu song song thì mình sẽ bắt xỉu anh em nhá. Khi mà hai chạm cầu song song này thì mình sẽ bắt xỉu. Tỷ lệ chạm cầu song song đây, tỷ lệ chạm cầu song song này về xỉu, tỷ lệ của nó sẽ là bao nhiêu, sẽ là 90% anh em ạ. Lên phiên này thì mình sẽ tiếp tục là bắt con xỉu anh em nhá. Phiên này thì mình tiếp tục là bắt con xỉu. Rồi 10 củ xỉu là anh em ơi, tiếp tục theo 10 củ xỉu nào, nhẹ nhàng thôi. Tỷ lệ đó của nó là 90% cơ mà này. Bú chưa, 1-4 thì vứt bát chứ còn gì nữa, 6 đâu ra. Nhẹ nhàng bú 9-15 đi 10M. Ok, 19 củ cộng 9, 19 củ anh em ạ. Đấy thì đường link game tài xỉu thiên đường của chơi mình ghi bên dưới phần comment. Anh em nào muốn tham gia kiếm lúa thì có thể là tải game về và tham gia kiếm lúa cùng với mình anh em nhá, trực tiếp vào trong con game tài xỉu thiên đường của chơi này anh em ạ. Một trong những con game quá ngon, quá ok, tha hồ cho anh em có thể đi luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục về form cung cầu, tiếp tục về chạy về form cung cầu xíu anh em ạ. Thì anh em mình xem tiếp 11 xuống xíu 10 đấy, thấy chưa, tôi bảo mà form xí ngậu cứ song song này là đi xíu anh em, cứ song song này đi xíu. Rồi đây thì lại một cái xí ngậu, đó là ba xí ngậu không giống nhau, không đi cùng với nhau. Đây đó là như nào, một con hai thì đi lên, còn một đi xuống, còn ba thì song song, ba vị trí ngậu không đi cùng hướng với nhau thì sẽ rất dễ là chạy cầu tài anh em ạ, rất dễ là chạy cầu tài. Đấy, bắt tiếp cầu tài anh em nhá. 415 tài, 6 này, 651 bú cầu tài chứ còn gì nữa anh em. Thấy chưa, bú cầu tài chứ còn gì nữa. Cầu này mà không đi cầu tài thì cầu nào đi cầu tài anh em. Rồi bú cầu tài anh em nhá. Bú cầu tài, bú cầu tài. Quá ngon, quá ok anh em ạ. Chuẩn form khung cầu tài luôn anh em ơi. Chuẩn form khung cầu tài luôn. Đấy, rất là tuyệt vời anh em ơi, rất là tuyệt vời anh em nhé. Rồi sau khi mà chạy về form cũng như là chạy cái xu hướng cầu cầu tài anh em ạ. Đây, chạy form xu hướng cầu tài này. Đây, về con tài 12. Đấy, thì lại tiếp tục là có vị 1 và vị 2 vẫn tiếp tục đứng song song. Hai vị vẫn tiếp tục đứng song song thì mình lại tiếp tục bắt xỉu. Và đây thì lại theo cái xu hướng cầu mình thấy là đang thiên với cái xu hướng cầu 11 anh em nhé, đang thiên với cái xu hướng cầu 11 này. Thì đây là cái cách xem xí ngậu cầu dây cho anh em, cách xem xí ngậu cầu đường cầu dây cho anh em để em bắt anh em nhá. Cái xí ngậu 1, xí ngậu 2, xí ngậu 3 đấy. Đấy, đây là cách xem hai ba vị xí ngậu cầu dây. Lên anh em nào khi mà thuộc cái cách xem này rồi thì anh em bắt cầu cực kỳ là dễ anh em ạ. Rồi 1-2 lại bú tiếp con xỉu anh em ơi, lại tiếp tục bú con xỉu. Đấy, mình biết cách xem và mình biết cách đi thì hoàn toàn rất là dễ, không bao giờ là khó anh em nhé, không bao giờ là khó, được chưa nào, không bao giờ khó cả. Lụm cầu xỉu anh em ạ, lụm cầu xỉu. Rồi sau khi mà về form khung cầu xỉu đứng tiếp
xem tiếp cầu dây em nhé. Phát này thì nó xuống có 8 này. Rồi, bây giờ thì hai cái vị trí cậu, chúng ta sẽ không có song song hay đi lên đi xuống không giống nhau nữa, mà nó lại tính theo cái sinh cậu 2 và 3 lại đi xuống như này. Thì hai vị đi xuống, tỷ lệ hai vị đi lên rất là cao. Nếu mà hai vị đi xuống cùng này, tỷ lệ đi lên rất là cao thì mình đã bắt về cầu dài. Được chưa? Dường như đây thì nó vẽ ra cái form cung cầu 1-1 rồi. Đây, vẽ ra form cung cầu 1-1 ở đây em thấy này. Được chưa? Như kiểu là nó nối luôn cái form cung cầu 1-1 đây em ạ. Lối luôn form cung cầu 1-1 đấy. Rồi, ok nhá. Xem nào. Bắt tiếp cầu tài này. Rồi, cứ bình tĩnh tự tin mà đi thôi. Rồi nếu mà nó bẻ thì sẽ ra cầu mới. Rồi, vậy là bẻ rồi anh em ạ. Bẻ rồi. Rồi sau khi mà bẻ về cái form, nó đang đi form khung cầu 1-1 mà nó bẻ, thì tốt nhất anh em nghe mình, anh em bỏ một tay xem cầu nó đi cầu gì, hoặc là anh em đang đi theo đúng cái form cầu rồi thì anh em sẽ nghỉ anh em nhá, anh em sẽ không bám tiếp cầu nữa. Đấy, chẳng hạn như mình đang đi thì mình đang rất là thông anh em ơi. Anh em thấy là mình đi nó rất là thông luôn đúng không anh em? Đấy, rất là thông luôn, kiếm lúa nó rất là dễ anh em ạ, kiếm lúa nó rất là dễ. Chỉ cần thuộc một hai cái form xí ngậu cầu dây thôi là anh em có thể kiếm lúa được rồi. Thì học cách bắt xí ngậu cầu dây cũng như bắt cầu kèo xu hướng cầu vào lúa sao cho chuẩn nhất thì ở đâu? Thì ở kênh mình anh em nhá. Anh em hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phương pháp bắt công thức xí ngậu cầu kèo trong tựa game tài xỉu thiên đường ở chơi cho anh em kiếm lúa. Được chưa? Cứ thoải mái kiếm lúa cho tôi anh em ạ. Thoải mái kiếm lúa thôi, tự tin lên anh em mình sẽ kiếm lúa được. Đấy, rồi ngày hôm nay thì mình cũng chạy đâu đó là thông nguyên một cái dây cầu. Rồi ok, về cầu tài này. Thì sau khi mà về cầu tài đứng 1-1 và dựng 2 về cầu tài, anh em nối lại cầu 1-1 cho mình em nhá, nối lại cầu 1-1 cho mình. Có giờ ý thôi. Có lẽ thì ngày hôm nay thì mình cũng chạy được lên 50 năm củ rồi. Thì mình sẽ nghỉ và cũng dừng clip ở đây. Đấy. Chúng ta đi phương pháp có giỏi cỡ nào nhưng mà tốt nhất là không ngồi lâu anh em nhé. Có giỏi cỡ nào nhưng tốt nhất không ngồi lâu, được chưa? Đấy, thì bye bye anh em, hẹn anh em những clip sau anh em nhé. Chúc anh em hôm nay kiếm lúa thật là thành công và kiếm được thật là nhiều lúa. Hello, bye bye anh em.